Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Real Madrid. Đây là trận đấu bán kết lượt về của đấu trường UEFA Champions League của hai đội, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 18 tháng 5. Và các cầu thủ Man City sẽ tiếp đón Real Madrid trên sân nhà ở trận lượt về này. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Man City sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp Real Madrid với mức kèo là một trái. Mức kèo phải hạ xuống còn 0,75 và hạ xuống nữa còn 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Tiền thì cần biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Man City và Real thì Man City thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Real. Ở trận lượt đi trên sân nhà của Real Madrid thì hai đội đã bất phân thắng bại với tỷ số là hòa 1 đều. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Real Madrid thì Real thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo hay này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn của chủ nhà Man City ở lần đối đầu này. Tuy nhiên thì sẽ không đá mức kèo chính chấp một trái mà sẽ lựa cái mức kèo phụ, đó là Man City chấp 0,75. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thực lực ở lần tái đấu này thì mình thấy là hầu như là Man City họ sẽ có được đội hình tốt nhất để đá với Real, cho nên là thực lực hiện tại của Man City thì họ cũng không thua kém về Real đâu, thậm chí là đang được đánh giá là nhỉnh hơn một chút. Thứ hai, đến trận đấu này Man City có điểm tựa trên sân nhà, một cái điểm tựa rất là vững chắc mỗi khi gặp Real. Thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của Man City trước Real ở những lượt trận gần đây thì Man City họ cũng không thua kém gì. Và với lại mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mấy thật sự gọi là hợp lý, khi mà Real những con số thống kê đều ngang ngửa với Man City và Real là ông vua của đấu trường cúp C1 cũng như là Champions League, mà trận đấu này Real lại được chấp cái mức kèo chính đó là thẳng một trái thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm Real quá nhiều không chừng nữa. Tuy nhiên thì Man City cái thành tích thi đấu trên sân nhà mỗi khi gặp Real á thì thường là Man City có kết quả cũng rất là tốt, và với cái sự dẫn dắt của Pep Guardiola nữa thì mình dự đoán trận đấu này Man City họ sẽ đá bại được Real để tiến vào trận chung kết. Tại vì Real là đội bóng mạnh và cái cơ hội Real vào chơi chung kết thì cũng vẫn còn, cho nên là mình nghĩ là Man City họ cũng sẽ rất vất vả, cho nên là có thể là không thể nào mà thắng đậm được Real đâu. Tại vì cũng không có chừng khả năng là Man City họ chỉ thắng cách biệt một bàn mà thôi, cho nên là mình kêu các bạn là lựa kèo Man City chấp dưới 1. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 2,75 và 2,5. Thì cả Man City lẫn Real đều là những đội bóng mạnh và có cái hiệu suất ghi bàn rất tốt thời gian đây. Và mình dự đoán trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều khả năng ghi, có thể là 2-1 như vậy cho Man City hoặc là 3-1. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài ở lần đó rồi nha. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Man City thì các bạn ưu tiên đi cửa tài không được nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với phong độ đang ổn định cộng với điểm tựa sân nhà thì Man City họ sẽ có một bàn dẫn trước. Tại vì 3/5 lần gặp Real ở hiệp 1 trên sân nhà thì mình thấy là thường là Man City đều là những người dẫn trước không à. Thì hiệp 1 các bạn có thể là đá Man City chấp nhé, hoặc là an toàn hơn thì bạc hay thấp lựa kèo đồng, và đợi tài hiệp 1 hạ còn tầm một trái thì vào là vừa rồi. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn cửa Man City chấp 0,75, 0,5 và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.